cây heo lứa, con bự nhất 40 kg, con nhỏ nhất là nó khoảng 20 kg đổ lên. 46 con tổng bầy, quá đẹp, ra đời. Giờ tính lấy chuồng để nuôi heo nái, chuyển đổi rồi. Tụi này nóc máng hết trời, không ăn đâu. Heo ăn uống khỏe mạnh bình thường. Đây. Quá đẹp. Vì giống. Bảo hành một tuần lễ luôn. Heo dài đòn. Dài đòi. Heo đẹp. Dài đòi. Con nhỏ nhất khoảng 20 kg, con lớn nhất khoảng 40 kg. Có anh chị nào cần heo thì liên hệ em nha.